Xin chào các khán giả thân mến của Việt Nam Esports TV. Rất nhanh thôi, chúng ta đã quay trở lại với giải National Championship vòng chung kết quốc gia 2019. Và đây là trận đấu thứ 3 của ngày hôm nay. Và ở trận đấu này chúng ta hãy quay trở lại với bảng A của giải National Championship, cuộc đối đầu giữa Gamma Astro và HLD Tiểu Pi. Vâng, và ở trận đấu đầu tiên của bảng A, chúng ta đã chứng kiến kết quả, đó là QGTH đã thất bại với tỷ số 0-2 trước QG Joker. Và đó là một trận đấu mà sẽ có những kết quả 2-0 dành cho QG Joker, sẽ là một cái kết quả mang đến nhiều hứa hẹn cho trận đấu thứ hai này. Bởi vì chắc chắn rằng là hai đối thủ trong trận đấu này sẽ hướng đến 3 điểm trọn vẹn để có thể cạnh tranh sòng phẳng với QG Joker, đúng không anh Huy? À vâng, đúng là như vậy. Và đây cũng là một cuộc đối đầu khá đáng chú ý khi mà Gamma Astro chính là đương kim á quân của giải National Championship. Còn HDTP chính là Phạm Tường Thành, một trong những gương mặt có thể nói là khá lâu năm của làng FIFA Việt Nam. Anh đã từng tham dự những giải đấu ở FIFA Online 3. Và trước mắt chúng ta đang là đội hình của Nguyễn Hằng Hiệp Gamma Astro với sơ đồ đó là 4-2-2-2. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là bộ đôi Ronaldo và Robéo Rô Gầy đá tiền đạo. Trong đó thì Lionel Messi đá lệch cánh phải, cánh trái là Thierry Henry. Bộ đôi tiền vệ phòng ngự gồm có Rukulit và Patrick Vieira. Bộ tứ vệ là Alaba, Vincent van Dijk, Varane và Kyle Walker. Thủ thành là Esther. Anh Huy đánh giá như thế nào về cái sơ đồ chiến thuật như thế này? Đó là một sơ đồ có thể nói là rất là cân bằng đến từ Gamma Astro. Và điểm chung của các vận động viên ngày hôm nay thì họ đều đang sử dụng những thủ môn có một cái mức lương khá là ổn để có thể dành cái quỹ lương của mình cho những cái cầu thủ ở tuyến trên với một cái khả năng tấn công tốt hơn. Và đây là sơ đồ của Phạm Tường Thành với chiến thuật đó là 4-3-3. Và đây cũng là một sơ đồ có thể nói là rất chất lượng đến từ HLD Tiểu Pi. Vâng, game thủ này có cái biệt danh là sát thủ của gương mặt trẻ thơ, và hy vọng rằng anh ta cũng sẽ làm những điều như sát thủ của gương mặt trẻ thơ đang làm được tại Manchester United. Và bây giờ thì một điểm khá thú vị là cái màu áo anh ta chọn lại là không phải là Manchester United. Vâng, và đối thủ của anh thì lại chọn Manchester United. Vâng, như vậy là đây rõ ràng là một cái điều gì đó rất là tương đồng, nhưng cũng không thực sự tương đồng lắm. Và chúng ta hãy chờ một chút nữa để có thể đến với cái trận đấu này. Một trận đấu mà khá thú vị khi là Phạm Tường Thành là một vận động viên lâu năm, tuy nhiên anh chỉ mới quay trở lại với FIFA Online 4 dạo gần đây mà thôi. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi vào một cái màn trở lại, một cái màn comeback nó thực sự là ấn tượng đến từ HLD Tiểu Pi. Còn bên phía Gamma Astro thì với vai trò là một đương kim á quân của giải đấu, chắc chắn là sự kỳ vọng của anh ta chỉ có thể là tăng lên mà thôi, chứ không hề giảm đi. Đương nhiên là như vậy rồi. Và như vậy, hiệp thi đấu đầu tiên của trận đấu giữa Gamma Astro và HLD Tiểu Pi đã chính thức bắt đầu. Và trong trận đấu ngày hôm nay thì các thủ áo đỏ như chúng ta biết đó chính là Gamma Astro, còn HLD Tiểu Pi đó là trang phục màu vàng. Và đường lên bóng dành cho Phạm Tường Thành rất hay. Pha xử lý vừa rồi có lẽ là của Neymar chăng? Messi. Ở ngay những phút đầu tiên thì các thủ áo vàng đã dồn ép Gamma Astro rất hay. Làm gì đây? Không được rồi.
cú dứt điểm đầu tiên sau 7 phút bóng lăn và bây giờ làm quả phạt góc. Đó là pha dứt điểm của Neymar và hàng phòng ngự của đội bóng đỏ đã chơi tốt. Thêm một quả tạt nữa nhưng hàng hiệp vẫn đang khống chế tốt những tình huống áp lực về phía khung thành của mình. Đây là Rugolid, cơ hội dành cho Manchester United. Vâng, đòn hồi mã thường Lionel Messi. Mất bóng rồi, Messi không giỏi trong những pha tranh chấp tay đôi như vừa rồi. Và nếu để cho Leo phải gặp những cầu thủ phòng ngự to cao và có khả năng thì đè tốt thì anh sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Đây là Neymar. Những đường lên bóng của HDTP vẫn đang thường xuyên diễn ra bên phía cạnh làn cánh trái. Ronaldo. Đây là Ronaldo de Lima. Đã cặp cùng với CR7 trên hàng công của đội bóng áo vàng. Gamastro đến với giải đấu này với một khẩu hiệu đó là viên ngọc tấn công, nhưng thực tế trong những phút đã qua thì anh lại để cho đối phương tấn công mình rất nhiều. Patrick Vieira. Hàng phòng ngự của Manchester United vẫn đang giữ được sự tập trung. Đây là Henry và Patrick Vieira, bộ đôi huyền thoại của đội tuyển Pháp. Lionel Messi. Messi vẫn chưa thể thoát đi được. Ronaldo. Robéo. Rugulit. Ronaldo chuyển cánh rất hợp lý. Lionel Messi. Đưa chuyền vừa đủ dành cho Robéo. Henry anh vẫn chưa thể vượt qua được tuyến giữa của đội tuyển Brazil. Phạm Tường Thành đang sử dụng logo của mình là Liverpool nhưng mà màu áo là đội tuyển Brazil. Selecao. Và chúng ta cứ gọi là Brazil cho nó dễ đi. Và anh Huy thân mến, chúng ta cảm giác là Gramacho đang chơi một lối chơi rất thận trọng nhưng đổi lại có một sự lì lợm nào đó mà ở những pha phản đòn sẽ cần phải các cầu thủ áo màu vàng cần phải thận trọng rất nhiều đó. Thực sự thì với những pha phản công thì Marcelo có Messi và Ronaldo cũng như là Robéo ở trên hàng công, những cầu thủ có tốc độ rất tốt. Đây là Kevin De Bruyne, Ronaldo. Bộ đôi và đội viên của chúng ta vẫn đang sử dụng một cặp đôi tiền đạo giống nhau, rất nguy hiểm, cơ hội dành cho một pha dứt điểm khó hiểu, quá khó hiểu không anh Huy? Vâng, đó thực sự là một pha dứt điểm có thể nói là trong tư thế với và không được như ý đến từ bên phía HDTP. Và đây là Henry, pha phản công dành cho Gamastro, một khoảng trống bên phía hành lang cánh trái và có Ronaldo tham gia từ đúng này. Phải dứt điểm từ xa, lẽ ra nên là một đường chuyền. Tôi nghĩ là cũng là một đường chuyền sẽ hợp lý hơn vì góc sút đó thì Robéo cũng không phải là một cầu thủ có khả năng cứa lòng tốt ảo ảo theo kiểu của Lionel Messi. Vâng, và ở trong trận đấu thứ hai chúng ta có một pha cứa lòng rất là đẹp nhưng mà nó là được thực hiện bởi Gullit chứ không phải là Robéo. Đây là Frank Rijkaard. Chúng ta thấy được rằng là HNDTP đã chơi rất chủ động. Một sự trở lại hoàn toàn được xứng đáng với những sự kỳ vọng mà chúng ta đang chứng kiến. Varane. Rugulit. Ronaldo. Đây là Henry và phản công dành cho Marcelo. Tỷ lệ giữ bóng đang kém hơn nhưng Marcelo vẫn giữ được cho mình một thế trận có thể nói là khá chắc chắn. Tuy nhiên vừa rồi là một tình huống tranh chấp tay đôi không thành công của đội bóng áo đỏ. Phản công nhanh. Kyle Walker. Messi. Alaba đã vây ráp và khiến cho Messi không có đường để lên bóng tiếp theo dành cho Selecao. Tôi đang có linh cảm rằng trận đấu này sẽ khép lại với một tỷ số hòa không đều. Một lối chơi rất chắc chắn của hai đội. Kinh nghiệm của Tiêu Pi trong sự trở lại được rất nhiều những sự kỳ vọng. Và anh đã chơi rất chủ động trước Gramacho. Rất hay! Như vậy tỷ số là 1-0 dành cho Tường Thành. 1-0. Đó là pha lập công của Hernandez, một tình huống dâng cao tấn công đến từ hậu vệ cánh phải của bên phía Phạm Tường Thành và anh đã mang về cho mình bàn thắng mở tỷ số. Một bàn mở tỷ số có thể nói là rất đúng thời điểm, nó xảy ra vào cuối của hiệp 1 và nó sẽ khiến cho Nguyễn Hằng Hiệp có những xáo trộn trong tính toán khi bắt đầu hiệp thi đấu thứ hai. Và chúng ta hãy nhanh chóng đến ngay với hiệp 2 của trận đấu này, một hiệp 2 mà Gamastro chắc chắn sẽ phải dâng cao tấn công. Và như vậy thì cái lối chơi chắc chắn mà ta lựa chọn ban đầu sẽ không thể cứ thực hiện như vậy hoài được. Kyle Walker. Vâng, đúng là như vậy. Và vừa rồi tôi vừa dự đoán tỷ số không đều thì lập tức bàn thắng nó đến. Và hy vọng rằng tôi sẽ không dự đoán thêm nữa. Quả ném biên dành cho HNDTOP. Rugulit. Rugulit. Đây là tình huống dàn xếp đến từ bên phía Phạm Tường Thành. Vẫn là các cầu thủ áo vàng. Rất hay. Phạm Tường Thành đang chơi lối chơi bằng bậc nhỏ và đang thể hiện sự chính xác trong những đường truyền của mình. Rất thoáng đúng không? Rất hay. Ronaldo. Frank Rijkaard làm gì đây? Không vào. Đó là một pha cứu thua có thể nói là rất tuyệt vời của Eser và nó đã giúp cho Gamastro sẽ giữ được cho mình một cái khoảng cách chỉ là tối thiểu so với HDTP mà thôi. Chắc chắn rồi, Gamastro
cần phải có những sự thay đổi ở thời điểm này, bởi nếu không thì mọi thứ sẽ tồi tệ hơn. Bây giờ là một quả phạt góc dành cho Tiopi. Vẫn là các cầu thủ áo vàng, nhưng Varane đã chơi tốt. Một đường chuyền dài lên phía trên và nó chính xác dành cho Rondo, Patrick Vieira. Đây là CR7 Alaba. Patrick Vieira. Patrick Vieira vẫn đang chơi rất khô khan trong một lối chơi mà Gamastro đã lựa chọn đấu pháp phòng ngự phản công nhiều hơn là tấn công chủ động. Lionel Messi. Vẫn là Messi. Messi vẫn chưa thể hiện được mình nhiều ở trong trận đấu này. Patrick Vieira. Messi cơ hội, nhưng đó là một đường chuyền đã bị bắt bài đến từ Gamastro, phản công dành cho Phạm Tường Thành. Rất hay, vẫn là Tường Thành. Lionel Messi. Robéo. Rất nhịp nhàng. Vẫn tiếp tục là sự chủ động trong khả năng dẫn dắt bóng đến từ Phạm Tường Thành. Một lối chơi có thể nói là rất khó chịu và chắc chắn đến từ Tiopi. Vừa rồi trọng tài lại đứng sai vị trí rồi. Robéo, đây là Phan Ricard. Một đường chuyền tốt, Kevin De Bruyne, và đây là Neymar, không vào. Một pha dứt điểm cẩn thận, nhưng Esser vẫn giữ được cho mình sự tỉnh táo trong pha cứu thua. Đã trên một lần ở trong trận đấu ngày hôm nay thì các thủ áo vàng đã tung ra những tình huống đối dứt điểm ở trong tư thế đối mặt, nhưng chỉ một lần trong số đó thành công mà thôi. Kevin De Bruyne, một cầu thủ đang được rất nhiều vận động viên sử dụng ở trong giải đấu này. Vừa rồi là một pha tấn công không thành. Thời gian chúng ta đã trôi đến phút 70, chỉ còn 20 phút nữa trong game dành cho Gamastro. Và cho đến thời điểm hiện tại thì số lần dứt điểm của Nguyễn Hằng Hiệp thật sự là đáng báo động trong một bối cảnh mà anh ta buộc phải ghi bàn. Đây là Rondo de Lima đối mặt với thủ môn, nhưng đó là pha đẩy bóng hơi dài ở cái nhịp cuối cùng. Rõ ràng tâm lý của Gamastro đã gặp những vấn đề rồi. Một tình huống như vừa rồi không nên có ở một Gamastro đầy bản lĩnh. Ronaldo. Một đầu. Và đó là một tình huống nên có ở Gamastro. Đây là một tình huống hoàn toàn trái ngược với pha dứt điểm đối mặt trước đó. Và trong pha bóng này thì không có cùng một cơ hội nào dành cho thủ thành của bên phía Phạm Tường Thành nữa. Và tình huống dứt điểm về phía góc xa rất chính xác đến từ Nguyễn Hằng Hiệp. Những sự thay đổi người của Hằng Hiệp đã phát huy tác dụng với pha ghi bàn tuyệt vời vừa rồi của Ronaldo. Và chắc chắn trong khoảng thời gian còn lại sẽ cực kỳ khó lường. Vừa rồi là hai sự bổ sung có thể nói là rất đáng kể bên phía Gamastro. Kylian Mbappe và Mario Balotelli. Đây là những cầu thủ có cá tính rất mạnh ở ngoài đời. Và đặc biệt là Balotelli. Còn Mbappe thì không còn lại gì nữa. Một khả năng bứt tốc có thể nói là rất khủng khiếp đến từ ngôi sao trẻ người Pháp này. Nó sẽ đặc biệt kết đối với những pha phản công của Gamastro. Đây là Neymar. Kevin De Bruyne. Neymar. Rất tốt, vẫn là Neymar. Những tình huống giữ bóng của Tiopi ở trước vòng cấm cũng Nguyễn Hằng Hiệp chờ đợi những sai lầm đến từ hàng phòng ngự đối phương. Và tì đè chưa thực sự hợp lý đến từ Tiopi đã bị Hoàng Hiệp xử lý tốt. Nhưng có phải nói rằng đó thì huống mà Virgil van Dijk luôn có những điểm mạnh, những ưu thế trong những pha kèm tì như vừa rồi, kèm tì đè như vừa rồi. Đây là Neymar, vẫn tiếp tục là một lối chơi áp sát với vòng cấm địa của đối phương. Và chỉ một sai lầm thôi thì Tiopi sẽ thoát xuống. Varane đang là con bài được Hoàng Hiệp lựa chọn để lấp đi những khoảng trống bên phía các đường tấn công của đối phương. Vẫn là đội bóng áo vàng nhưng việt vị rồi. Một tình huống giữ vị trí không hợp lý đến từ đội bóng áo vàng. Van Dijk. Thời gian đang quần quận trôi về 3 phút cuối cùng trong game. Patrick Vieira. Balotelli. Có lẽ hai đội đang hướng đến một trận hòa chăng? Kylian Mbappe. Chúng ta chờ xem, đây là Mbappe. Mario Balotelli. Patrick Vieira, vẫn là Balotelli. Phút thi đấu cuối cùng. Khoảng trống bên phía hàng lang cánh phải dành cho Mbappe. Chúng ta chờ xem cầu thủ này sẽ xử lý pha bóng của mình như thế nào. Không được. Một tình huống tấn công không thành và trận đấu chúng ta sẽ phải... Vâng, như vậy là trận đấu thì chúng ta sẽ tiếp tục với hiệp phụ. Như vậy là vâng, quý vị thân mến, là 90 phút đã qua, chúng ta thấy được khá nhiều những cái sự toan tính rất là lớn. Đúng nhưng rồi. Mà theo quy định của ban tổ chức thì chúng ta sẽ không đá hiệp phụ mà đúng nếu rồi. Như hòa nhau chỉ là một cái vòng bảng mà thôi, và chúng ta chỉ đá hiệp phụ và penalty trong cái vòng loại trực tiếp. Và ở trận đấu vừa rồi chúng ta đã thấy được một lối chơi có thể nói là chắc chắn đến từ Tiopi, nhưng Gamastro đã chứng minh đó là
có những lý do mới khiến anh Thạch trở thành á quân giải National Championship được. Và với bàn gỡ kịp lúc đã giúp cho Hoàng Hiệp đem về một trận hòa cho trận đấu đầu tiên của mình ở ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng nhau nhập code để có thể đem về những phần quà giá trị đến từ ban tổ chức. Còn bây giờ thì có lẽ là anh Huy nên điểm qua được cái điểm số hiện tại của bảng A để cho khán giả tiện theo dõi hơn. Thì với chiến thắng có thể nói là thuyết phục trước QGTH thì QGJoker đã tạm thời vẫn đang giữ được cái ngôi đầu của mình ở cái bảng A này. Còn với trận hòa thì Gamastro và HDTP sẽ cần phải có những trận đấu đem về một kết quả tối đa tiếp theo mới có thể mong cải thiện được vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Hiện tại thì họ vẫn đang bằng điểm nhau thôi. Tôi nghĩ rằng là với một trận hòa một đều thì nó không phải là một điều gì đó là thất vọng cả. Đúng rồi. Vì mọi thứ vẫn còn ở hai trận đấu nữa. Và quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta cũng đã xem được một trận đấu đầy toan tính giữa Gamastro và HDTP. Và chắc chắn rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những trận đấu tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay.